Tú Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong video này hôm nay là Tú Nguyễn xin giới thiệu với quý vị khán giả cảnh vận chuyển tỏi máy trộn vữa lên trên mái nhà. Trong video này thì sẽ có hai góc nhìn, một góc nhìn từ dưới đất nhìn lên và một góc nhìn từ trên mái nhà. Trước khi tỏi cỗ máy trộn vữa nặng nề lên thì bác thợ tiến hành thay pulley mới. Xong, bây giờ sẽ là cảnh tỏi máy trộn vữa. Trước hết là cảnh tỏi thùng trộn vữa riêng lên này. Đây là cảnh bác thợ đón thùng trộn vữa góc nhìn ở trên mái nhà. Thùng trộn đã lên trên an toàn. Bây giờ tiếp theo sẽ là chiếc khung cồng cành. Những dây điện chằng chịt trước nhà làm cho việc vận chuyển lên phức tạp hơn. Bác thợ khéo léo dùng cây gậy điều hướng lên của khung máy và gạt dây điện vướng ra. Cảnh bác thợ thao tác gạt dây góc nhìn ở trên mái. Ok, vậy là khung máy trộn đã lên trên mái an toàn. Bây giờ chỉ còn việc lắp ráp lại và xếp gọn gàng máy mà thôi.